Và cuốn cá lóc. Quay hai bạn. Tại vì thấy dịch vụ đồ cũng rất là tiện lợi, mình không cần phải đi chờ nữa. Tại vì mình không hiểu được cái lễ vật nó đầy đủ như thế nào thì về thì cứ tìm hiểu trên mạng, lúc thiếu cái này thì thiếu cái kia, nó rất là mất thời gian. Từ khi biết cái dịch vụ này thì mình đã bớt được rất nhiều thời gian, và với lại mâm cúng đầy đủ, mình chỉ việc là mình cúng thôi chứ mình không nhân viên này bày biện rất là đầy đủ. Có những cái mình muốn mua nhưng mà mình cũng không biết, nhưng thí dụ như xôi chè hoặc tam xê nữa mình cũng không biết. Nhân viên tư vấn và người ta làm thì thật sự rất đẹp và rất ý nghĩa và rất đúng của cái ngày cúng của ông Tài, ông Địa. Trong cái dịp đầu năm, nhất là những ngày vía thần tài và những dịp khai trương đầu năm như thế này thì cái lượng đơn tăng rất là đột biến, gấp 2, gấp 3 lần so với những ngày thường. Trung bình những ngày đầu năm thì cái lượng đơn có thể lên tới 150 tới 200 đơn một ngày. Thì để đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng thì công ty phải tuyển thêm nhân viên thời vụ. Nhân viên của công ty thì phải làm việc từ 4 giờ sáng để đáp ứng cái chuẩn bị lễ vật đầy đủ cho khách hàng, giao tới khách hàng đúng giờ. Thì một cái mâm cúng thần tài thì ở công ty sẽ có các gói khác nhau. Thì nó dao động sẽ từ 1 triệu 350 ngàn tới 3 triệu 500 ngàn. Thường thì khách hàng sẽ chọn gói cơ bản, nó dao động là 1 triệu 350 ngàn, đã bao gồm tất cả các lễ vật.